Hello anh em nhá, thì con 68 game bài này đang có chương trình khuyến mại cực kỳ là hot anh em ạ. Đấy, nhà cái sẽ tặng cho anh em cái vốn khởi nghiệp từ những con đầu 68k. Cái thời gian nhận thì anh em có thể là từ hôm nay đến khi nào nhà cái dừng thì thôi. Đấy. Tất cả anh em đã tham gia hội viên 68 game bài có thể nhận được nhá. Anh em có thể đọc kỹ ở đây. Và cái nội dung nhận này anh em có thể tham gia đăng ký này, điền thông tin đầy đủ này. Đấy, hội viên cũng như là tải app thành công và tiến hành đầy đủ thông tin vào, và anh em chỉ cần nhắn cho chăm sóc khách hàng là anh em sẽ được nhận cái ưu đãi đó anh em nhé. Và cái phương thức nhận thì rất đơn giản thôi đấy, cái phương thức nhận khuyến mãi này thì anh em ở đây đọc cái tên mình đã chia sẻ luôn rồi, và anh em lưu ý là khuyến mãi này áp dụng cho tất cả các sảnh được chưa, và anh em còn chần chờ gì nữa vào nhận ngay 68k chứ không phải là một cái số vốn nhỏ như ngày trước để anh em lập nghiệp anh em nhé. Ok, Hello, xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ phân tích cho anh em là những cái điểm viên ở trong cái bộ môn tài xỉu hiện nay ấy, thì những cái điểm viên đấy anh em có thể là soi được những gì đúng không? Thì trong cái lịch sử viên thì nó có những con số ví dụ như là chạy cầu là 12 này, đấy, 13 này, 11, là chỉ 10 đúng không? Đấy, cả 8 đấy luôn. Đấy, cháu cầu mang này tại sao nó lại chạy ra được có ba này, nó có liên quan gì đến nhau, thì thông thường mình sẽ soi ví dụ 12 này như con tài 13 này đúng không, là do là đây là cái bộ đôi của nó ra rất là nhiều, thì 12 13 này không có thiếu được 11 rồi đấy, sau đó thì nó vẫn sang chạy có ba với điểm xỉu 9 thì 10 thì không được thiếu được là 98 và còn kép 10 nữa đúng không. Trong trường hợp này thì anh em có thể là bắt thêm có ba có tám là sẽ anh em sẽ lên được con tài ví dụ là tài 14 chẳng hạn đúng không, thì em sẽ làm lên là cái tài 11 nữa và cái cầu còn 97 này. Tại vì sao 14 lại xuống đến cái tài 11 được, bởi vì là 14 này là cái điểm sau cầu 8 nó sau tiếng 98 thì 14 này ra rồi tài 10 và 11 nữa thì 11 này nó sẽ chỉ là cái điểm ra để cho kết thúc của cái điểm cầu 33 thôi, chứ không được có 33 ở đây là như nhé, thì một cái sẽ leo lên con 97. Khi mà 11 lên chữ 7 thì nó thuộc cái dạng là từ 11 rồi, thì 7 chất lượng của nó thì nó lại ở cái tài 13 chưa? 13 này thì nó lại có thể là số con số 8 để chạy cầu 1 8 này thì lên tài 12 rồi, chạy cầu 1 đấy, để mà nó biết kẻ chưa, để biết cầu kẻ chưa thì mình soi lại ở chỗ này đi, đây là một con số 7 thì nó là xỉu, tức là tiếng Anh sẽ làm gậy gậy cầu cái này nhé, hoặc là nếu còn đây là một cái lượng tài chẳng hạn như tài 13 chứ phải là 7 đây thì lệ của lượng tài rất là không được gãy nhá, thì nó phải vì xỉu thì nó dễ xỉu được đúng không. Bởi vì trong cái cầu này mình soi thì nó có thể là cân đối là từ cả điểm ở trên của khoảng hai cửa là 25 trên 25 thì nó gọi là cân bằng nhau, nó có thể là 27 23 cũng được chứ đừng có 30 và 20 thì nó áp dụng được cái cách soi này vào đâu. Được. 12, 15 thì nó cũng có thể là chạy thêm tài nữa nha. Có thể tài 11 này, đó là 14 đúng không? Ok, tiếp tục anh em này, thì tôi có tài 14 ở đây nha. Ở thì đây theo dạng cầu bị 12, 15, 14. Thì thông thường ở các dạng cầu bị này thì nó phải bắt tiếp là có tài 16 nữa luôn được luôn này. Bởi vì là trong cái cầu 11 này, thì sau cầu 1 thì mình hay bắt cầu bị, hoặc là sau cầu bị thì hai mình hay bắt cầu 1 hoặc là cầu 1 2 1 trong cái trường hợp này thì nó hay xảy ra rất là nhiều đây chỉ 10 vì do số chữ 10 10 có thể chạy lên con tài 11 và 11 thì tài 12 chữ 1 2 1 nhé. Em nhớ cho mình là sau cái cầu bị này nó chỉ có chạy được là cầu 1 1 này và cầu 1 2 1 anh em nhé, không có cầu 22 như ngày xưa nữa, bởi vì là ngày xưa trong cái những cái cầu ngày xưa nó hay ra là mình hay chỉ nha bạn cầu bệt tài sau đó là cầu bệt xỉu này, nó hay chạy như thế luôn, nhưng bây giờ rất là khó cái trường hợp đó xảy ra nhá, nó hiếm thôi, rất là hiếm, 100 tay thì mình có một tay như thế, mình có một cầu như thế đúng không. Đấy, thì miễn làm sao nó khác ở cái điểm cầu trước ấy. Ví dụ trước cái cầu bệt tài là cầu một rồi thì sau cầu bệt tài thì nó là phải là cầu 121 hoặc là cầu 212 đúng không. Đấy, thì anh em nhớ được cho mình, nếu bắt trước cái cầu bị tài là cầu 121 thì sau cầu bị tài thì nó là cầu 11 thôi, rất là đơn giản để nhận dạng được cái cầu ở trong cái bộ môn tài xỉu bây giờ hiện nay nó phổ thông như vậy. Đó,
Thì hiện tại mình đang nói về những con game bài đổi thưởng, chứ còn những con game ví dụ như là game ngày game cổ cổ ngày xưa thì những con đấy thì trong cái cầu này thì áp dụng vào nó cũng không hợp lý cho mấy. Nhưng mà vì thế thì anh em nên lựa chọn những con game bài đổi thưởng lớn như bây giờ như con 68 chẳng hạn, thì anh em chơi những con đấy thì mình cảm thấy là phù hợp hơn, và mình đang lấy những cái thông tin là lấy dữ liệu chính xác từ những con game bài đổi thưởng và ra đây để cho anh em sẽ so sánh và nó sẽ soi nó sẽ dễ hơn. Ok, tiếp tục ví dụ như là trong trường hợp này nó xảy ra là 10 thì nó lên tài 11, 11 là số nằm đó lên tài 12 nữa, thì đây nó đang trực cùng thái một đúng không? Thì anh em có thể phân tích ví dụ như là đây đang là 26 và đây 24, thì anh em sẽ bắt tiếp đây sẽ có thể là một con xỉu 12 xuống con xỉu 9 này. Đấy, thì tiếp tục anh em sẽ bắt tiếp con tài 13 luôn nhé, bởi vì là đây là chỉ cầu 121 đúng không? Thì những cái đây là những cái bước mà mình phải soi ở những con số ở những cái điểm viên. Đấy, mình thấy cực kỳ là chuẩn và chính xác. Và tiếp tục nếu như mà trong trường hợp này anh em muốn đi trong cái mức vốn và ổn định thì ví dụ mình sẽ lấy mức vốn là 10 củ đi. Đấy, 10 củ đi thì mình sẽ suy ra 10 củ này mình sẽ đi là một hay là 2M. Đấy, mình chỉ cần là 5 tay thôi. Đấy, chỉ cần là 5 tay là mình đã có thể đặt chốt được rồi anh em nhé. Đấy là gọi là chơi cách chơi nhanh gọn. Còn nếu mà với cái mức vốn 10 củ mà mình đi chơi nhiều tay thì mình sẽ đi 1 mét một tay đúng không? Thì anh em vẫn là có mức lãi như thế, mức lời như thế, nhưng mà anh em sẽ được chơi là với tầm 10 tay được. Trong cái cầu soi này em bắt được đây như vậy là 20 tay thì em vẫn có thể chơi được, tại vì 500k một tay vẫn có thể là ok được. Và tiếp tục nếu như mà anh em muốn đi theo kiểu bất thiết thì em sẽ đi là ví dụ tay một này, một tay này 1 mét này, tay sau 2 mét này, đó tay 3 mét này, em lại quay lại từ đầu 1 mét tiếp là 2 mét tiếp và 3 mét tiếp, à, cứ thế thôi. Đấy là cái bước đi vốn gọi là theo như kiểu là gấp gấp đấy đúng không? Tay một nếu dụ đen gãy chẳng hạn thì tay thứ hai là gỡ, nếu mà tay thứ hai đen gãy thì tay thứ ba là gỡ hết là hai tay trước được chưa? Đấy, vẫn đầu đấy ngay là mình bắt đầu là nhẹ từ đầu, đúng tiếp thì lại hút, đúng tiếp lại hút, đúng tiếp lại hút. Đấy, thế là vì thế đây chỉ là một cái cách đi vốn để khi mà anh em bắt được cái sai thì anh có thể sửa được em nhá. Còn đây là công thức soi cái sự viên của mình. Đấy, có thể thắng từ 95% có thể lên đến là 99% luôn em ạ, bởi vì là mình chơi mình áp dụng khá là thành công từ công thức này rồi. Thế là vì thế em nên lựa chọn những con game bài đổi thưởng để tăng cái tỷ lệ chiến thắng cao hơn những con game cổ ngày xưa em nhá. Đấy, thì em cứ chỉ cần là soi chuẩn cái điểm viên như mình đã chỉ đây là được, không cần là phải tính toán gì nhiều cho tao đầu nhé. Ok thì anh em phải tham khảo công thức này và áp dụng một cách thành công nhé. Chào tất cả anh em và người ba anh em nhé.